Cái này lên chìa smart key thì nó có tác dụng gì? Thứ nhất là mình bước tới gần xe là nó sẽ tự động nó mở khóa này. Bước ra xa thì xe nó sẽ tự động nó khóa lại và gương nó sẽ tự động cụp lại luôn. Đó. Nếu muốn nổ xe một cái mình có thể dán trên điện thoại, một cái mình có thể để trong ví á. Mình nhìn là thế này là xe nó sẽ mở cửa, đó khóa nó mở. Hoặc cái này. Khóa xe bằng những cái này luôn. Cái này dán sau điện thoại này. Rất đơn giản. Có cái thẻ từ đây, bỏ vô nó mở. Đó, ngoài ra nó còn có tính năng là để nổ từ xa. Đây, giả sử. Khóa. Để nổ từ xa. Sau khi đề nổ mà tầm 15 phút mà mình không có vào xe thì xe nó sẽ tự động tắt máy luôn. Tuy đề nổ từ xa nhưng mà xe vẫn khóa nhé. Mình test thử. Đây cái thẻ từ mình đang cầm đây. Đề nổ từ xa này. Xe vẫn khóa, không mở cửa được. Nói mình dùng cái thẻ từ này. Bỏ sau lưng điện thoại mở. Đó. Vào xe được. Cái dòng Polo này á, muốn nổ xe á, mình phải nhấn AC trước. Sau mình mới đạp phanh, nhấn nó nổ. Đó. Tắt máy thì chỉ cần nhấn một lần thôi. Nhấn một lần là tắt máy. Đó.